Thưa quý vị, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp thì chính phủ đã chính thức ban hành nghị định số 52 về việc gia hạn thuế và tiền thuê đất trong năm 2021. Tác giả bài viết được đăng tải trên báo thời nay nhận định đây là một quyết sách hỗ trợ kịp thời. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thì đây không chỉ là quyết sách có tính thực tiễn và khả thi cao mà còn là động lực giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, là cơ sở để doanh nghiệp gia tăng niềm tin vào một chính phủ kiến tạo và hành động. Với việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ, chính sách như một liều thuốc trợ lực và giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, từ năm 2013 đến nay thì tỉnh Thái Nguyên đã ban hành hai đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Cơ chế chính sách hấp dẫn, mục tiêu đề ra cụ thể. Thế nhưng đến nay thì cả hai đề án gần như đã thất bại. Mời quý vị đón đọc bài viết Nguy cơ phá sản đề án quản lý hệ thống giết mổ động vật ở Thái Nguyên được đăng tải trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay. Theo bài viết, nguyên nhân thất bại là do các sở ngành liên quan chính quyền địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, không quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện đề án, không xóa bỏ được các điểm giết mổ động vật quy mô hộ gia đình và không bảo đảm quy định. Sản phẩm động vật tiêu thụ tại các chợ đô thị, siêu thị, các bếp ăn, tập thể, nhà hàng, khách sạn thì phải có dấu kiểm soát giết mổ nghĩa là phải có xuất xứ từ cơ sở giết mổ theo quy định. Thế nhưng chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng thì lại không hề quản lý được. Trong khi đó, trên báo giao thông số ra ngày hôm nay có bài viết khác đáng chú ý. Chi chục nghìn tỷ, Hà Nội vẫn mưa là ngập. Theo bài viết, dù đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng làm nhiều dự án thoát nước khủng, tuy nhiên Hà Nội vẫn hệ mưa là ngập. Cùng với việc đô thị hóa nhanh dẫn đến rác thải không được thu gom tốt, gây tắc cống, các chuyên gia còn cho rằng một số dự án thoát nước không phát huy được hiệu quả do đầu tư thiếu khoa học khiến cho tình trạng ngập úng tại thủ đô Hà Nội vẫn thường trực. Nội dung chi tiết mời quý vị khán giả tìm đọc trên trang 6. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Lao động số ra hôm nay. Thưa quý vị, dự án xây dựng trường đại học Thủ Dầu 1 cơ sở 2 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Trong khi quỹ đất hơn 57 ha bị bỏ không trong suốt 10 năm và gây lãng phí thì gần 20.000 sinh viên phải học tập trong điều kiện hết sức chật trội. Theo bài viết, dự án của Đại học Thủ Dầu 1 cơ sở 2 phải tạm dừng trong thời gian dài do là không có vốn để thực hiện. Trong khi đó, thì Đại học Thủ Dầu 1 vẫn hoạt động trên trụ sở cũ. Những năm gần đây dù đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng thêm phòng học và sửa sang các phòng cũ, tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nhu cầu học tập. Nhà trường thì phải chia lịch học của sinh viên thành nhiều ca trong ngày và thậm chí là học cả buổi tối. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đồng thời đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5. Tuy nhiên theo phản ánh được đăng tải trên báo Tuổi trẻ thì nhiều thí sinh vẫn còn đang lúng túng chưa hiểu là cách thức đăng ký xét tuyển như thế nào. Trong đó thì băn khoăn chung của hầu hết thí sinh đó là nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển là phù hợp. Theo quy chế tuyển sinh, năm nay thí sinh vẫn được đăng ký vô số nguyện vọng. Tuy nhiên theo một số chuyên gia giáo dục thì các thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Bởi thực tế những năm trước nhiều thí sinh đăng ký ngành, trường dễ trúng tuyển lên trên, những trường khó thì xuống dưới. Khi xét tuyển nếu trúng tuyển vào ngành nào thì sẽ không được tiếp tục xét tuyển vào các nguyện vọng sau. Thưa quý vị và các bạn, cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc đã lùi xa. Những người trẻ sinh ra ở thời bình, lớn lên trong những ngày đất nước vươn mình phát triển. Liệu có hiểu hết những giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay? Mỗi lát đất sau cuộc chiến mà báo Sài Gòn giải phóng kể đến trong loạt bài Giá trị cho mai sau nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là một câu chuyện mang đến những cảm xúc chân thật để người trẻ hôm nay có cách nhìn đầy đủ biết trân trọng và tri ân đến quá khứ. Lương Thị Kiều, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đã có rất nhiều lần tham gia các chuyến đi về nguồn và thăm các mẹ Việt Nam anh hùng chia sẻ. Những chuyến đi như vậy không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm mà còn đem lại những bạn trẻ như chúng em những bài học về lịch sử, về sự chân thật và giá trị nhất các mẹ là minh chứng của một thời mà mọi người sẵn sàng hy sinh những điều quý giá nhất để đất nước có được hòa bình và độc lập. Từ đó, mỗi người sẽ sống có trách nhiệm, phấn đấu để góp phần giữ vững nền hòa bình, độc lập của đất nước ở mỗi vai trò, vị trí, công tác khác nhau.